So sánh hai màu son hot nhất của Roman. Sát dòng son trà sữa nhà Roman màu 08. Ở đây không biết có bà nào đang thắc mắc là tại sao da của các chị Hàn Quốc lúc nào cũng trắng hồng tự nhiên rất là xinh không? Đó là vì các chị ấy thường sẽ sử dụng một lớp cushion rất là mỏng nhẹ hoặc là kem nâng tông thay cho kem nền. Mà nếu mà bà đang phân vân không biết nên chọn loại kem nâng tông nào giữa vô vàn các loại trên thị trường hiện nay thì tôi highly recommend mấy bà có thể thử loại này của nhà Repti nha. Em này thì có một ưu điểm siêu to khổng lồ chính là có thể sử dụng cho cả body nữa. Da mình dạo gần đây thì đang khá là nhạy cảm nhưng mà sử dụng vẫn ok. Chất của em này như kiểu là dạng sữa, dễ tán và thấm rất là nhanh. Khả năng nâng tông cũng nhẹ nhàng thôi, không phải kiểu trắng bệt đâu nên mọi người đừng lo nha. Sát dòng son Việt màu siêu trendy. Móng giả mà y như móng thật tin được không? Phải nói thật là lúc mà đợi cái đơn hàng này về là tôi hồi hộp xỉu luôn á. Tại vì bản thân tôi cũng biết làm nail, rồi cũng tự đầu tư một bộ gia tài làm nail máy cũ luôn á. Mà vô tình thấy shop này có mấy bộ nail đúng gu tôi cực luôn á, nên là tôi quyết định chốt đơn và liền. Xài nail box như thế này á thì sẽ không hại móng đâu, mà còn khá là tiết kiệm với cả cực kỳ tiện lợi nữa. Chỉ còn khoảng 5 phút thôi là mấy bà đã có một bộ nail xinh tung lên rồi. Mấy bà nào mà còn đi học á, muốn có nail xinh nhưng mà sợ giám thị bắt á, thì đây là lựa chọn tối ưu nhất đó nha. Đó, xong rồi đó, mấy bà thấy xinh không? Ngoài ra tôi còn trữ thêm mấy bộ nữa để thay đổi mỗi ngày nè. Mình nghĩ bạn nữ nào mà là học sinh sinh viên á thì nhất định phải xem hết clip này nha. Khi mà chưa có quá nhiều chi phí để đầu tư cho bản thân mà muốn mình lúc nào cũng sang xịn mịn hết thì đầu tiên là phải có ngay một em nước hoa như thế này. Chai mà tôi đang cầm trên tay á là đến từ brand Azura. Đây thì là một brand mới thôi nhưng mà đã nhận được khá là nhiều phản ứng tích cực từ mọi người rồi đó. Hai hương mình đang có ở đây á là Cloud và Shiny. Đối với Cloud á thì cho mình một cảm giác quyến rũ và khá là unisex, cả nam và nữ đều xài ok. Còn Shiny á thì lại cho mình một cảm giác nhẹ nhàng hơn. Mà muốn miêu tả cụ thể thì đây là mùi hương gần giống như một ly trà đường vậy đó. Mà giá thành của em này cũng khá là bình dân nữa nên mấy bạn có thể tham khảo thử nha.